chính sách đổi trả trên Edulife. Edulife không hỗ trợ chuyển đổi giữa các gói đăng ký 1 tháng và 1 năm. Trường hợp vẫn còn thời gian sử dụng gói Pro và thanh toán tiếp thì thời hạn sử dụng sẽ được cộng dồn. Chúc bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng với Edulife. Edulife.